con cũng hơi sợ độ cao đúng không? Dạ có một chút. Và đây có phải là lần đầu tiên mà con đi xe đạp một bánh trên một cái độ cao cao như vậy không? Dạ đây là lần đầu tiên luôn. Đến với sân khấu Siêu Tình Ăn Nhí cho nên muốn thử thách bản thân mình hả? Dạ đúng rồi. Có ai hỗ trợ con trong phòng biểu diễn này không? Dạ có. Mình mời lên luôn con giới thiệu luôn không? Dạ con mời chú của con. Xin mời ạ. Rồi cho anh. Dạ, anh hãy giới thiệu về bản thân mình tí ạ. Mình tên là Tấn Thành, đang là diễn viên xiếc của đoàn xiếc Hồ Chí Minh. Hôm nay Thành rất vinh dự được đến chương trình để hỗ trợ cho cháu. Anh cũng tên Trứng Thành ha? Tấn Thành. Tấn Thành. Thật không? Con sẵn sàng chứ nào? Dạ sẵn sàng. Mọi người sẽ ủng hộ cho con để biểu diễn hết sức mình nha. Dạ. Cố gắng lên. Và xin mời đến với phần biểu diễn của bé Nhật ạ. Và xin được cảm ơn phần hỗ trợ của chú Tấn Thành dành cho phần biểu diễn vừa rồi của Nhật. Lần đầu tiên con làm điều này đúng không con trai? Dạ đúng. Con có sợ? Dạ mới đầu con làm thì con hơi sợ tí. Về sau là thấy từ sợ chuyển qua sướng đúng không? Dạ mình... không. À chưa hả? Dạ không sợ. Dạ con bước xuống sân khấu con mới thấy vui.
Bước xuống tới đây là an toàn rồi, tại cũng hơi sợ độ cao chút xíu. Con là một chàng trai rất là dũng cảm và qua nụ cười của con là chú Thành thấy con là người rất là tử tế, rất là chân thành. Và quan trọng là con có tài năng thiệt, xứng đáng với một vé tuyển thẳng vào chung kết. Dạ con cảm ơn chú.